Ok, hello các bạn. Bữa nay mình sẽ chăm làm trà bằng lá trứng cá nè, chứ trà bằng Yamamoto Green Tea nè của Nhật nè ha. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái máy này. Mình sẽ dùng cái máy này, mình sẽ pha trà và mình sẽ nói làm sao mà tại sao cái máy này, cái nước này, cái phân tử nó nhỏ làm sao mà để nó chăm được trà mà mình không cần phải đun nước sôi mới nấu được. Thì các bạn đã biết rồi đó, thì lá trứng cá đó là nó là lá trứng cá với trứng cá, lá trứng cá là nó trị bá bệnh gì, nó ngừa ung thư đó, Khê cũng không biết nữa. Nhưng mà hồi đó trước khi Khê có cái máy này nè, thì một tháng thì Khê cũng uống, một tháng thì Khê cũng nấu uống khoảng chừng 3-4 lần. Nhưng bây giờ có cái máy này rồi, một tuần Khê uống 3-4 lần thôi. Tại vì á, cái phân tử nước của cái máy điện tính này nè, nó rất là nhỏ, nó cực kỳ nhỏ, nó siêu nhỏ, cho nên nó sẽ vô trà, nó sẽ lấy những cái chất trà ra, và giống như nó sẽ vô những cái lá trứng cá này nè, nó hút ra những cái chất bổ dưỡng độ tốt của trọng á ra, thì nó sẽ làm giống như là trà lá trứng cá. Thì bữa nay đó Khê sẽ làm pha bằng nước này với nước tháp để cho quý vị coi là tại sao cái micro cluster thì nó từ 6 đến 8 thôi, thì nó nhỏ cỡ nào mà nó có thể lấy ra cái chất trà và những cái chất bổ dưỡng tốt này trong những cái lá trứng cá ra, giống như trong trà xanh này ra. Rồi mình sẽ pha là bằng nước Kangen này 9.5, chứ mình sẽ pha bằng nước tap water ở nhà Khê. Tap water từ studio. Thì coi cái cách nó khác nhau sao ha. Ok, bây giờ mình sẽ làm trà. Bữa nay mình sẽ làm trà lá trứng cá và trà xanh. Ok, thì đây là cái lá trứng cá ở nhà mình đây. Mình có trồng cái trứng cá ở sau nhà mình đó. Nó rất là tươi. Rồi mình sẽ làm bằng trà trứng cá. Ok. Rồi bây giờ trước hết là Khê sẽ rửa nó cho sạch, rồi Khê sẽ để vô nước để sẽ pha nó. Ok. Coi trứng cá bự không? Ăn nó ngọt lắm đó nha mấy bạn. Thì sẽ bứt nó thôi, bứt như này. 3, 4, 5, 6 cái lá. Thì để nó đây. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để bên này. Okay. Cái ly này thì Khê sẽ để tap water nha. Đây là tap water từ city của Khê. Ô, các bạn biết sao không, cái lá trứng cá này nè, ai mà ở Westminster, California, USA, ai mà muốn uống trà lá trứng cá thì liên lạc với Khê, lại nhà Khê sẽ hái cho về uống. Ok, còn nếu mấy bạn mà uống không hết á thì mấy bạn cũng có thể phơi khô rồi mình cũng để vô cái này mình ngâm nó cũng ra luôn. Ok, so cái ly này là Khê sẽ để tap water. Okay. Tap water ha. Okay. Okay. Đây là Khê để trước này ha. Còn cái này là Khê sẽ để Khê gần qua rồi. Nếu mà bạn muốn thì cũng bứt cái lá ra nhỏ nhỏ cũng được, thì nó mau. Thì những cái phân tử nước nó cực kỳ nhỏ thì nó vô cái lá trứng cá của mình nè, nó pour ra, nó pour những cái nước, những cái nutrients ở trong cái lá trứng cá ra nhanh hơn. Nhưng mà không nhiều khi Khê làm biến, Khê chỉ hái để vô thôi ngay nó cũng ra, không bứt nhỏ nhỏ cũng không sao hết. Ok, bên này nha, cái này là tháp. Ok, thì Khê sẽ pha trà cũng giống vậy thôi. Khê sẽ lấy một gói trà green tea. Tại sao mình uống green tea? Mình uống green tea là tại vì green tea nó rất là
nó có antioxidation, nó có rất là high antioxidation. So một cái green tea như vậy nè thì nó trung bình negative. Mình dùng cái ROP meter gọi là oxidation reduction potential thì mình đo đó nó khoảng chừng negative 80-100. Nhưng một cái nước Kangen water nó tới negative 8/800 luôn. Uống một cái nước, một cái ly nước Kangen nó bằng uống 7-8 cái ly trà xanh. Nhưng mà cái ly này Kay sẽ dùng là nước tap water của cái city ha. Okay, tap water ha. Ngâm đây. Nhà Kay để chung với cái lá trứng cá của Kay ha, để đậu đây ha. Rồi, kéo thêm một lá trà nữa. Kay sẽ dùng Kangen water 9.5. Hồi đó đó khi em gái của cây nó mua cây trứng cá về nó trồng thì cũng không có biết công dụng của cây lá trứng cá đâu. Thì cái có người bạn qua nói ô lá trứng cá với cây trứng cá đó ăn nó rất là tốt cho sức khỏe, nó chữa ung thư, nó chữa bao bệnh gì đó mình không biết, nhưng mà cái mình ăn tập ăn với thì cũng thích. Thấy chưa quý vị, có thấy không, cái nước Kangen nè mình vừa để vô trà thôi thì cái nước nó rất là nhỏ đó, nó là microcluster, nó nhỏ đó, nó ra trà liền à, thấy chưa. Còn trong khi nè nước tháp qua đây nè, nó không ra trà nha. Tại vì cái phân tử nước nó quá lớn, nó không thể nào đi vô thẩm thấu vô những cái trà này mà để nó ra cho nó. Giống như khi mình uống cái nước này nè, mình uống một bình đi ha, bình nước thường đi ha. Cái bụng của mình nó bị lục đục cái chổng, nó không có thẩm thấu vô cái người của mình nhiều bằng khi mình uống Kangen qua rồi, thấy chưa? Nó chưa chân ra mình để chút nha. Ok. Đó. Ok, bạn nào mà ở Westminster, California mà muốn uống trà lá trứng cá thì liên lạc KK lại nhà KK hái, KK hái cho. Hái nhiều lắm, nó cái cây đó. Cái cây nó giống như là cái cây trứng cá nó bự lắm nha. Mà nó rất là hay, mình càng hái nó càng ra nhiều lá mà nó càng ra nhiều trái luôn, lợi hại lắm. Cái cây rất lợi hại. Nhà hồi nãy KK hái leo lên nút nhà KK hái nè. Ù, còn trái chín nữa nè. Coi cái trái nó bự lắm nha. Đây nè. Nhà trong nè ăn cái lá nó. Nó rất là ngọt, tại ăn nó trứng cá nó có ở đó nữa, có mấy cái nhỏ nhỏ nè, ngon, ngọt lắm. Okay. Rồi bây giờ mình coi có thấy không nhỉ. Ok, được chưa, trà pha bằng nước thường, nước bình, nước chai gì cũng vậy á. Mình thường thường pha trà là mình phải nấu nước nóng lên, nấu nước nóng lên, mình đun nước nóng lên á, thì cái phân tử nước nó nhỏ, nó expand ra thì nó mới ra trà. Nhưng mà với cái nước Kangen này nè, cái phân tử nó đã rất nhỏ rồi, thấy chưa, mình để vô là nó đã ra trà rồi, thấy không. Không cần nấu nước sôi nha quý vị, không cần nấu nước sôi. Khê cũng đã ngâm nước trà bằng rừng á, trời ơi nó ra mà uống nó nóng đến nỗi mình nó ập vô người của mình á, nó rất là nóng, nó vô ấy luôn á, nó nóng lắm, nó tốt lắm. Ok, còn đây là lá trứng cá của mình nè, trà lá trứng cá ha. Không biết quý vị có thấy không, bên cái này là nước Kangen nó đã ra màu vàng vàng rồi nè. Nó đã ra rồi đó. Ok, để Kay đi lấy đồ đũa kìa, lấy đồ đũa Kay lấy vớt kìa. Vớt kìa. Ok, thì quý vị đã thấy rồi, trà thì nó đã ra rồi ha. Coi nè, trà nó ra rồi, lấy ra. Trà nó đã ra rồi. Ok. Trà này là pha bằng nước Kangen nè, còn cái này là pha bằng nước thường thôi, tap water nó không ra. Nó không ra tại cái phân tử nước của tap water nó quá lớn, nó không ra ha. Ok. Rồi, cái nào. See? Bên này là Kangen water, cái này là nước thường. Tại vì cái phân tử của nước thường nó rất là lớn, nó tới 18 đến 20 mấy luôn. Cho nên nó không có thể nào mà siêu thấm vô trà mình mà nó ra trên. Còn cái phân tử nước của Kangen nó nhỏ thì nó có 6 đến 8 thôi thì nó mới ra trà, nó thấy không? Đó, vậy mình uống được rồi. Ok, bây giờ đó là trà lá trứng cá. Ok, thì Kê sẽ lấy cái mấy cái lá trứng cá này ra. Đó, quý vị có thấy nó ra trà chưa? Đó, cái này là Kangen water nè ha. Này Kangen water, cái này là trà của Kangen water luôn. Kangen water nó ra trà luôn. Ok, đó nó ra thấy không? Cái này là nước thường thôi. Đó, bên đây là Kangen water, bên đây là nước thường thôi, thấy không?
Thấy quý vị có thấy không? Thường thường thì lá trứng cá nó cũng đã rất mềm rồi thì nó ra có chút thôi, mà lúc cái khi người qua rồi nè, cái nó ra đen thì vàng hơn không? Nó đậm hơn không? Tức là để prove là để chia sẻ với các bạn là cái phân tử nước của Kangen Water nó siêu nhỏ, nó rất nhỏ, cho nên nó mình pha trà đồ cũng good nè, mình uống vai mà nó đẩy vô người của mình chẳng những là vậy. Mà mình pha trà ấy mình uống rồi nó cũng thẩm thấu vô người của mình, nó ập vô người của mình rất là tốt luôn. Cho nên mình không có bị khô nước, mình không có bị dehydrated. Thấy chưa? Đây là Kangen Water đây. Đây là nước thường đây, đó. Thấy không? Thấy khác biệt luôn không quý vị? Mấy bạn thấy khác biệt luôn phải không? Không? Cho nên là cái máy này nè ha. Nó xài rất là bền lâu, nó rất là dễ, mình chỉ hút vô cái này thôi mình xài thôi. Nó xài rất là bền lâu á, có nó cái công ty này nó đã là trên 45 năm rồi. Mà nhiều cái máy ra ở ngoài thị trường nó cũng là nó cũng đã sử dụng 30 năm rồi. Cái máy này mình biết clean, biết rửa rồi. Nó sẽ xài đến 30 năm luôn á quý vị. Mình đừng có mua nước bình, nước chai, nước ở nhà, những cái OO system của mình nó thật sự nó không có tốt cho sức khỏe của mình, tốt cho sức khỏe gia đình mình. Ok vậy ha. Ok, gặp các bạn sau. Ok, bye you guys.